Sơn Phan Con chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con. Thực ra không chỉ có bóng đá Anh, UEFA cũng sẽ xem xét các vấn đề của VAR trong tuần này. Và hình như đó là một câu chuyện hàng tuần trên khắp sân cỏ châu Âu rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem lại tất cả những tranh cãi trong tuần qua trước khi quay trở lại với bóng đá Việt Nam, nơi đang chờ đợi sự có mặt của VAR. Có thể các nhà tổ chức sẽ nghĩ khác sau chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trận đấu thuộc nhóm đầu giải vô địch quốc gia Italia ngày 31 tháng 10 vừa qua, cầu thủ Napoli cho rằng họ bị phạm lỗi trong vòng cấm, trong khi trọng tài bỏ qua và Atalanta ghi bàn từ pha phản công sau đó. Và là biểu tượng của sự công bằng, và là biểu tượng của sự vô tư, và giờ nó còn là thứ chứng tỏ sự tôn trọng nữa. Trước tiên tôi muốn nói rằng tình huống này thì chẳng cần đến VAR, nhưng điều lố bịch là trọng tài còn không tự mình đến xem tình huống như thế nào nữa. Tôi sẽ không nói thêm gì nữa cả, vì tôi không cảm thấy có sự tôn trọng với cá nhân tôi và câu lạc bộ Napoli. Thời mà Carlo Ancelotti còn là một ngôi sao trên sân cỏ châu Âu, pha phạm lỗi bị bỏ qua này có thể gây ra bức xúc. Nhưng giờ thì bức xúc sẽ tăng thêm gấp đôi khi ông trọng tài tồi đi kèm với chiếc màn hình hỗ trợ mà ông không cần bước tới xem lại tình huống ra sao. Không có công nghệ nào để chấm dứt cuộc tranh cãi cả, vẫn là chiếc thẻ đỏ trong túi trọng tài thôi. Điều tương tự ở cuộc đua trụ hạng giải vô địch quốc gia Đức giữa Mainz 05 và Cologne. Kể từ ngày có VAR, mỗi giây phút trọng tài vẽ vào không khí một hình chữ nhật là vẽ nên một niềm hy vọng mới cho ai đó. Huấn luyện viên của đội khách Cologne tin chắc rằng pha bóng chạm tay này sẽ là đủ thuyết phục VAR. Thủ môn của Mainz bắt đầu ôn lại bài bắt phạt đền, nhưng cuối cùng cả hai bên bất đồng về việc đó có phải là một cử động tay tự nhiên hay không. Trọng tài đứng về phía tự nhiên đồng nghĩa với việc không có phạt đền. Nói chung, penalty hay không vẫn luôn là một trong những chủ đề thú vị nhất của bóng đá. Và kể từ khi có công nghệ VAR thì phải nói rằng cuộc tranh luận đã được mở ra những chân trời mới thực sự. Có những tình huống mà người ta không thể nào tin rằng sẽ dẫn đến một quả penalty. Hãy xem những gì diễn ra trong trận đấu ở giải hạng 2 nước Đức giữa Kiel và Bochum. Trở lại với bóng đá trong nước, khi đã có công nghệ VAR rồi thì giờ đây không có một tình huống tranh cãi nào trôi qua mà chúng ta không cố gắng hình dung ra là nếu VAR được áp dụng ở Việt Nam thì sẽ ra sao, phải không ạ? Như là bàn thắng được công nhận nhưng gây tranh cãi của câu lạc bộ Hà Nội vào lưới câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu bán kết của Cúp Quốc gia tuần vừa rồi. Bóng từ quả phạt góc đi vào khu vực 5m50 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thủ môn Thanh Thắng lao ra và có lợi thế. Sơn Phan Con chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con.